Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái máy farm sắt ở trong Minecraft Create Mode. Và cái mode này thì mấy cái máy farm nó phải nhìn cho nó công nghiệp một chút nó mới chuyên nghiệp. Và chính vì vậy nên là xây cái máy này nó sẽ khốn nạn hơn xây với cái máy bên Vanilla. Cho nên là chúng ta sẽ có khá là nhiều việc để làm hôm nay. Tôi sẽ là thằng làm việc đó cho nên là chúc các bạn ngồi coi vui vẻ. Thứ nhất là bây giờ tôi cần phải chuẩn bị một cái nguồn năng lượng cho nó. Ok, tôi sẽ cần một mớ gỗ rồi tôi sẽ chế một số thứ ở đây. Tôi sẽ cần phải chế một nồi cái flux tan này. Và nhìn cái này thôi là các bạn đã biết hôm nay chúng ta sẽ làm động cơ gì rồi đúng không? Chúng ta sẽ làm động cơ hơi nước. Chúng ta sẽ cần phải có một cái bình chứa tồn, chứa nước, mấy cái lò đốt với lại cái động cơ. Ok, thì bây giờ tôi đã chế được là 8 cái flux tan, có vẻ là ổn. Tiếp theo là mình sẽ chế cái ống đồng để mà dẫn nước. Và bây giờ mình cần một cái động cơ xoay nhỏ, rồi lắp cái động cơ xoay nhỏ này với lại một cái ống đồng nữa là chúng ta sẽ có một cái mechanical pump. Với cái này thì nó sẽ giúp cho mình đẩy nước ở trong một cái nguồn nước nào đó đi vào cái máy hơi nước. Vẫn chưa hết thì chúng ta sẽ cần phải chế thêm một cái động cơ, đó chính là cái steam engine này. Và xong, giờ bắt đầu xây nè. Tôi sẽ còn phải đặt 4 cái blade burner ở dưới đây để cung cấp nhiệt cho cái flux tan. Rồi tôi sẽ đặt mấy cái flux tan này lên. Ồ, có vẻ như là flux tan nó hơi ít, chúng ta còn phải chế thêm. Ok, tôi sẽ chế cỡ 5 cái nữa, rồi đặt lên đây. Ok, có vẻ là ổn á. Bây giờ tôi sẽ nối nó với nguồn nước để làm sao cho nước có thể bơm vào trong. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ đập cục đá này đi. Bây giờ thì tôi còn phải có một cái chỗ để mà nó đặt cái mechanical pump này. Rồi tôi sẽ đặt một cái bánh răng ở đây, rồi nối nó với một cái bánh xoay nước là được. Để làm được như vậy thì tôi sẽ cần phải có thêm một cái bánh răng lớn nữa. Và như vậy là cái củ lờ này nó đã hoạt động, nó bắt đầu nó bơm nước vô trong nè. Vậy là chúng ta đã hoàn thành 50% của cái máy này rồi. Nên em có thể thấy là cái số nó đang tăng lên từ từ kìa. Rồi vào đêm hôm ấy, trong lúc tôi đang đi ngủ mà quên khóa cửa thì một anh bạn creeper cao to liên hôi đã đột nhập vào nhà tôi và phật. Ok, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu lắp cái động cơ hơi nước này vào. Tôi sẽ còn đôi đặt cái steam engine vào đây, engine, tạo một cái shop vào. Và thế là chúng ta đã có động cơ hơi nước, nhưng mà tại sao cái này nó không chạy ta? Có vẻ như là nó không có đủ nguồn nước anh em ạ. Vì vậy nên bây giờ tôi sẽ nhảy vào một cái chuyện khác, đó là cái chuyện lắp đặt mấy cái máy khoan này để cho nó đập đá. Nếu anh em thắc mắc tại sao mà máy farm sắt lại có máy đập đá ở đây thì là do cái cơ chế tạo sắt của cái mod này á, nó là đầu tiên chúng ta sẽ có đá, rồi chúng ta sẽ bỏ vô cái crushing well này. Cái crushing well này sẽ nghiền đá ra thành sỏi, rồi chúng ta sẽ lấy cái sỏi đó đem đi rửa và chúng ta sẽ có được những cái sắt mà ở dạng nước gạch, và thế là chúng ta có máy farm sắt. Có một cái tôi khá là thích ở trong cái bản mod này, đó là mỗi khi chặt cây là tôi phải dùng một cái máy cưa với một cái máy xoay tay, rồi tôi đặt nó vô như thế này đó là tôi có thể chặt hết một nùi cây. Cái này nó mất công hơn là cái bản cũ nhưng mà nó vui hơn. Và thêm một cái nữa là cái hạt giống và là cái gỗ nó không có rơi thẳng vô người mình mà nó rơi lẻ tẻ ra vậy, một lần lụm nó hơi khổ. Và bây giờ thì vẫn là cái máy cưa đó, nhưng mà bây giờ tôi sẽ ngồi tôi quay tay chung với nó để tạo ra vài cái undersize case. Chủ yếu là để tạo thêm mấy cái hộp gearbox này. Mấy cái hộp gearbox này nó sẽ giúp cho tôi chuyển hướng cái bánh răng của nó tốt hơn. Và đương nhiên là nó sẽ giúp tôi và các bạn khi nhìn vào cái đống hổ lốn này sẽ không bị mù. Và bây giờ thì tôi sẽ còn phải nối động cơ của máy nghiền với lại cái máy hơi nước lại với nhau. Cả cái máy đập đá nữa, nhưng mà tôi sẽ không thể nào khơi khơi mà tôi cứ nối hai cái lại với nhau được. Tôi sẽ cần phải có một cái bộ tăng tốc ở đây. Và cái bộ tăng tốc này thì tôi đã làm khoảng 3-4 lần gì đó rồi nên là tôi sẽ không dài dòng. Ok, bây giờ thì tôi sẽ cần mấy cái shop đặt vào đây. Rồi một cái gearbox đặt ở giữa là tôi có thể nối hai thằng này lại với nhau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái vấn đề của cái máy hơi nước. Tôi sẽ cần phải xây cho nó xa một chút rồi xong lắp thêm một cái bộ tăng tốc ở đây. Để nó có thể tăng tốc cái máy bơm mà nó sẽ bơm nước nhanh hơn. Ok, có vẻ tôi chỉ còn thiếu hai cái bánh răng thôi. Tôi sẽ còn phải chế thêm một cái nữa. Và ở đây một cái, ở đây một cái. Và thế là mẹ nó đứng luôn rồi. Mấy cái vụ đứng như này thì rất là đơn giản thôi. Tôi chỉ còn xây thêm một cái bánh xe nước nữa. Và nếu anh em có thắc mắc tại sao tôi lại sao không xây luôn cái động cơ hơi nước để mà chạy cái máy farm sắt này thì xây máy hơi nước nó ngầu hơn. Đồ chứ thật ra nếu mà xây động cơ hơi nước ở đây là sau này tôi có thể xây lại để mà nó tự động hóa. Tự cái máy hơi nước nó sẽ bơm năng lượng để nó đẩy nước vô. Và đồng thời nó cũng cung cấp năng lượng cho cái máy farm sắt này luôn. Thì cái đó là một tương lai xa xôi nào đó tôi đều biết. Còn bây giờ thì cứ như vậy thôi. Bây giờ thì tôi muốn test thử là cái này nó có chạy ổn hay không. Tôi sẽ còn phải đặt một cái sắt vô đây để nó chạy. Ok, chạy đúng hướng đó. Bây giờ tôi sẽ quăng cục đá vô. Đó. Rồi, nó sẽ nghiền thành cục sợi. Ok, cái máy nó xài rồi, để tôi dạy ra nó. Ok, thì có vẻ như là vấn đề nó nằm ở hai cái bánh xoay này. Tôi sẽ còn phải làm cho tụi nó xoay vào nhau. Tôi đã thử một số cách bao gồm việc là đặt ba cái bánh răng sát gần nhau. Và nó đều có tác dụng. Và sau một hồi cho não của mình nhảy một bài hip hop trong vòng 10 phút thì tôi đã nghĩ ra cách. Và cuối cùng là cái bánh răng nó trông như này. Nó hoạt động khá là tốt ấy, nhưng mà nó hoạt động được có một bên à, cho nên là tôi sẽ còn phải làm thêm một số thứ nữa. Tôi sẽ làm cho nó chuyển hết dãy đá bên trái qua bên phải. Và đây là cách tôi làm nó. Giữa một cái rương và hai cái funnel. Và với thứ tà ma ngoại đạo này thì cuối cùng cái máy của tôi nó đã hoạt động đúng với chức năng của nó. Ok.
bây giờ tôi đã xong phần nghiền đá thành sỏi, bây giờ tôi sẽ tới cái phần là nghiền sỏi, à không, rửa sỏi thành sắt. Tôi sẽ cần phải có cái quạt và nước. Nước thì tôi sẽ đổ sau, còn bây giờ tôi sẽ nối cái quạt với lại nguồn năng lượng trước. Tôi sẽ dùng cái NK Gen Drive này nối hai cái này lại với nhau. Ôi fuck. Fuck. Ok, bây giờ là hai thằng lo này. Rồi, xong. Mấy mày tới số rồi con. Cũng không có gì đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng đối xử với nó bằng một cục gỗ thôi. Đấy, nên nó hoạt động như bình thường. Bây giờ việc của tôi là đổ nước vô cái phần kia. Cái quạt nó sẽ thổi hơi nước vào để rửa sỏi. Ok, anh em có thể thấy nó ở đây. Nó hơi cồng kềnh nhưng mà không sao, đúng chức năng là được. Mà thật ra lúc mà tôi làm cái máy này tôi còn đéo biết là đúng chức năng hay không nữa. Tôi sẽ cần một cái filter và đặt sỏi vào đây để đặt vào cái lên danh sách là Denialit. Vậy thì nó sẽ giúp cho tôi là lọc hết tất cả mọi thứ để cho nó đi vô ngoài trừ sỏi. Bây giờ tôi sẽ thử máy. Một start với cái tốc độ này thì có lẽ nó sẽ mài hơi lâu một chút nha. Ok, nó gặp vấn đề rồi anh em. Với tinh thần của tôi thì cái gì gặp vấn đề thì chúng ta sẽ nhảy qua làm cái khác. Một hồi sau mới quay lại để giải quyết vấn đề đó. Tôi sẽ còn phải khởi động cái máy khoan đá. Dự tính lúc này của tôi đó là tôi sẽ nối nó lại với cái động cơ nước ở sau. Tôi sẽ còn phải nối mấy cái NK này lại với nhau. Ok, rồi đặt một cái bánh răng ở đây nữa. Và... Fuck. Ok, thì tôi nghĩ lại là tôi sẽ lắp nó với lại cái này luôn. Giờ tôi sẽ còn phải nối hai thằng này lại với nhau. Thì vậy thì tôi sẽ còn một cái gearbox ở đây. Ok, một cái gearbox. Và đặt thêm hai cái NK drive nữa. Và như vậy là tôi sẽ nối thành công cái máy khoan đá với lại cái hệ thống động cơ. Đó, để cho thằng này hoạt động thì tôi sẽ còn phải có một cái xô lava ở đây. Ok. Lần này thì tốc độ đá đào khá là chậm cho nên nó sẽ không bị cái vụ như lần trước. Vậy là cái mớ hổ lốn tạo ra sắt của tôi nó đã hoàn thành rồi. Giờ tôi chỉ còn ngồi chờ một chút. Ở chết mẹ, hình như nó hơi sai ở đây. Cái bánh răng nó chạy sai hướng rồi anh em ơi. Có vẻ như là do cái gearbox ở đây nè. Gearbox nó sẽ đổi hướng của cái bánh răng. Thì fix cái này nó khá là đơn giản, tôi chỉ còn đặt thêm một cái gearbox nữa. Và như vậy là mọi thứ đã hoàn thành. Đấy. Đó. Hoàn thành. Để tôi chỉ việc để cho cái máy phân sắt ở đây nó quay tay hết cuộc đời của nó, rồi tôi sẽ đi làm cái khác. Là tôi chỉ còn phòng quay tay, chỉ vậy thôi. Không, tôi nghĩ là tôi nên đi làm một cái gì đó có ích hơn cho cuộc đời của mình. Tại vì mục tiêu là chúng ta sẽ xây quy một cái thành phố mà.